Bundesliga, giải đấu số 1 nước Đức được ra đời vào ngày 24 tháng 8 năm 1963, thời điểm mà những ngôi sao thế hệ cũ của bóng đá Đức như Max Morlock, Helmut Rahn và Hans Straffer vẫn còn sải bước trên những thảm cỏ nước Đức. Nước Đức sau những năm Thế chiến thứ hai đã có những dấu hiệu phục hồi trong thế giới bóng đá, bằng chứng là chính chức vô địch World Cup của đội tuyển Tây Đức vào năm 1954. Tuy nhiên, sau chiến tích vẻ vang ấy, một nước Đức bị chia cắt thành hai vùng Đông Đức và Tây Đức, cùng với một định hướng bóng đá không rõ ràng, đã gặp liên tiếp những thất bại. Chính vì vậy, việc thành lập ra một giải vô địch quốc gia là điều tất yếu cần phải được thực hiện. Trong suốt chiều dài hơn 50 năm hình thành và phát triển của mình, Bundesliga đã chứng kiến tổng cộng 12 đội bóng có vinh dự được nâng cao trên địa bàn Meisterschale, trong đó FC Köln là đội bóng đầu tiên xưng vương tại giải đấu cao nhất nước Đức. Tuy nhiên tại đây, FC Bayern München mới là đội bóng được coi là ông vua đích thực. Kể từ khi có lần đầu tiên lên chơi tại Bundesliga vào năm 1965, Bayern đã có tổng cộng 29 lần vô địch Bundesliga. Con số chưa một đội bóng nào có thể sánh được, chứ không muốn nói quá là Bayern sở hữu số lần vô địch bằng tất cả các câu lạc bộ khác cộng lại. Đã có những giai đoạn Bundesliga chứng kiến sự vươn mình của những thế lực khác như Borussia Mönchengladbach vào những năm 70 với 3 chức vô địch liên tiếp từ mùa giải 1974-1975 tới 1976-1977, hay Hamburg SV, Werder Bremen và Kaiserslautern. Nhưng cho tới hiện tại, chỉ còn một mình Bayern Munich vẫn chứng minh được sức mạnh vượt trội. Người ta vẫn lấy Borussia Dortmund ra để so sánh như một đối trọng đe dọa lên sự độc tôn của Bayern tại Bundesliga. Nhưng dường như mọi sự so sánh chỉ để cho giải đấu trông có vẻ có sức cạnh tranh, khi nhìn vào 8 đội bóng gần nhất tại hạng đấu cao nhất nước Đức, Bayern Munich vẫn là cái tên được xướng lên như một ông vua. Vậy từ đâu mà Bundesliga đang trở thành một Bayern Liga đích thực? Bayern Munich được thành lập bởi một số thành viên của câu lạc bộ thể dục MTV 1879 tại thành phố München. Ngày 27 tháng 2 năm 1900, tại một cuộc họp, câu lạc bộ đã quyết định không cho các cầu thủ tham gia Liên đoàn bóng đá Đức. Vì vậy, 11 người của câu lạc bộ đã rời khỏi đại hội và cũng trong buổi tối ngày hôm đó, họ đã quyết định thành lập nên câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich. Chỉ một tháng sau, họ có nhiều chiến thắng đậm đà và vào tới trận bán kết giải vô địch bóng đá Nam Đức năm 1900 và vào mùa giải 1910-1911, Bayern Munich gia nhập Kreisliga, giải vô địch đầu tiên của bang Bavaria. Có một sự thật không phải ai cũng biết, mặc dù Bayern Munich giành chức vô địch quốc gia đầu tiên vào năm 1932, nhưng đội bóng không được lựa chọn để chơi Bundesliga khi giải được thành lập vào năm 1963. Câu lạc bộ đã trải qua quãng thời gian thành công nhất vào khoảng giữa những năm 1970 dưới sự chỉ huy của Frank Beckenbauer. Đội bóng đã vô địch cúp C1 châu Âu 3 lần liên tiếp từ năm 1974 đến năm 1976. Tổng thể, Bayern đã 11 lần tiến vào các trận chung kết UEFA Champions League, gần đây nhất là vô địch lần thứ 6 vào năm 2020 và là một phần của cuốn Ba Lục Địa. Với chiếc vô địch FIFA Club World Cup 2020, Bayern Munich cũng đã trở thành câu lạc bộ thứ hai giành được cuốn 6 lịch sử. Với những thành công trên, Bayern Munich nghiễm nhiên là một điểm đến trong mơ đối với mọi huấn luyện viên cũng như những cầu thủ tài năng, không chỉ ở riêng nước Đức mà còn trên toàn thế giới. Bayern đã tận dụng tâm lý đó để lôi kéo các ngôi sao của Bundesliga, bởi Bayern đã tạo được thế độc tôn bất khả xâm phạm. Họ thậm chí không mất đồng nào để có được những cầu thủ tầm cỡ như Lewandowski, Goretzka hay Rudy. Với vị thế đã và đang có của mình ở nước Đức, Bayern luôn được ngồi chung mâm với các đại gia của châu Âu như Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain hay Manchester United và dễ dàng biến Bundesliga thành sân chơi riêng của mình. Trong cả chặng đường hơn 50 năm phát triển của Bundesliga, Bayern Munich được tin rằng là câu lạc bộ giàu mạnh nhất nước Đức. Nhưng nếu nhìn vào thực tế thì sự hùng mạnh này của đội bóng xứ Bavaria phần lớn chỉ quanh quẩn trong cái ao làng Bundesliga mà thôi. Với tiềm lực và tham vọng của Die Roten, Champions League mới là thước đo cho sự thành công. Tuy nhiên, trong suốt cả một quá trình bơi ra biển lớn, Bayern chỉ có vỏn vẹn 6 lần trở thành nhà vô địch, trong khi tại giải quốc nội, con số này gấp 5 lần. Điều đó thể hiện rằng Bayern Munich thực sự khôn nhà dạy chợ như thế nào. Trong khi Die Roten hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một siêu cường của bóng đá thế giới với sự ổn định về tài chính, bề dày lịch sử và truyền thống. Có nhiều yếu tố để trong quá khứ, đội bóng này không có được sự thành công tại đấu trường châu Âu, và yếu tố lớn nhất đến từ cách Bayern thực hiện khả năng chuyển nhượng của mình. Nếu không thể đánh bại họ, hãy mua họ. Có một thời điểm, Bayern Munich thực hiện chính sách hút máu những ngôi sao tại giải quốc nội với châm ngôn: bất cứ cầu thủ nào ghi được bàn vào lưới của Bayern, họ sẽ mua anh ta. Vì châm ngôn ấy mà những cầu thủ như Syriakos Foza, Ali Suter, Ali Daei, Andy Herjog và Roy Mackay mới có cơ hội được khoác lên mình tấm áo của Die Roten. Nhưng trong số này, ngoại trừ Roy Mackay, tất cả đều thất bại. Chiến lược này chỉ có một điểm lợi duy nhất là làm các đối thủ của Bayern tại Bundesliga suy yếu, và từ đó họ có thể dễ dàng chinh phục giải quốc nội hơn. Mãi tới năm 2005, thời điểm Bayern Munich chuyển về ngôi nhà mới mang tên Allianz Arena, công thức chi tiền của câu lạc bộ mới có sự thay đổi. Allianz Arena thực sự là một mỏ vàng đối với Die Roten. Lấy bằng chứng từ con số thống kê trong năm 2012, doanh thu bán vé tại Allianz Arena giúp Bayern thu về khoản tiền lên tới 129,2 triệu euro. Đó là còn chưa kể tới những hoạt động khác được diễn ra tại đây, như những trận đấu của tuyển quốc gia hay những sự kiện lớn nhỏ khác nhau. Kể từ khi Allianz Arena được ra đời, những ngôi sao thực sự mới được ban lãnh đạo của Die Roten mang về như Arjen Robben, Frank Ribéry hay Luca Toni. Phần còn lại sau những cái tên này là lịch sử. Nếu biết mua Luca Toni có hiệu quả đến thế này thì chúng tôi đã tiêu tiền từ rất lâu rồi. Chủ tịch Uli Hoeneß đã phải thốt lên như vậy sau khi Luca Toni về phục vụ đội bóng. Từ đó Bayern hiểu rằng để có được sự thành công, họ phải vung tiền. Tuy nhiên, vung tiền không có nghĩa là bừa bãi, mọi thứ đều phải có sự khôn ngoan và tính toán. Hãy cùng nhìn vào giá trị hình của Bayern Munich trong trận chung kết Champions League với PSG mùa giải 2019-2020, một ví dụ vô cùng tiêu biểu cho cách tiêu tiền của Bayern. Người đến với Bayern Munich có giá trị chuyển nhượng cao nhất là thủ thành Manuel Neuer với mức giá 30 triệu euro, người sau đó trở thành thủ môn xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2019-2020. Còn vua phá lưới của giải đấu, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu Robert Lewandowski gia nhập Bayern với mức giá 0 đồng theo dạng chuyển nhượng tự do từ Borussia Dortmund. Còn hàng loạt cái tên khác mà giá trị của họ khi đến với Bayern chỉ bằng cái móng tay khi so với tài năng của chính bản thân họ. Kimmich 8 triệu euro, Gnabry 8 triệu euro và David Alaba 150.000 euro. Tổng giá trị đội hình này là 128,6 triệu euro. Con số thậm chí còn thấp hơn cả giá trị của Neymar 222 triệu euro và Mbappé 180 triệu euro. Còn khi cần đảm bảo một chiều sâu đội hình chất lượng, Bayern sẵn sàng lên phương án mượn những cầu thủ ngôi sao bị thất sủng như Ivan Perisic từ Inter Milan và Coutinho từ Barcelona. Nhưng vấn đề ở chỗ, không một ai trong số họ thể hiện bộ mặt của một người thất sủng tại Allianz Arena. Vậy đâu là lý do? Trong bóng đá hiện đại, tiền bạc không phải là tất cả. Nhưng để níu giữ những ngôi sao hay truyền động lực thi đấu cho họ, thì tiền bạc lại là phần không thể thiếu. Và tại Bayern Munich, đây là thứ mà họ luôn sẵn sàng. Theo thông tin từ Forbes, Bayern Munich nằm trong top 10 những đội bóng tại châu Âu có hợp đồng tài trợ áo đấu béo bở nhất với trị giá lên tới 280 triệu đô la, kéo dài trong 8 năm từ T-Mobile. Đó là một phần không nhỏ giúp cho ở thời điểm hiện tại, Bayern đang là đội bóng có giá trị lớn thứ 3 tại châu Âu, chỉ xếp sau Barcelona và Real Madrid. Bayern cũng là đội bóng vô cùng chịu chi trong việc trả lương cho cầu thủ. Cụ thể, trong năm 2019, quỹ lương của Bayern là 336 triệu euro, cao thứ 5 tại châu Âu so với những ông lớn khác là Barca, Real, PSG và MU. Ngoài ra, việc được tài trợ từ hãng xe nổi tiếng là Audi còn giúp những cầu thủ khi tới với Bayern không thiếu xế xị để di chuyển. Bayern Munich đã trở thành một trong những thương hiệu toàn cầu. Việc kinh doanh sinh lời của họ ngày một suôn sẻ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ hoang phí trong chiến lược chuyển nhượng. Mà với Bayern, Họ chăm chút cho những kế hoạch tạo động lực thi đấu hay đối đãi với cầu thủ khi đến với câu lạc bộ nhiều hơn. Thế mới có chuyện Bayern ít khi gặp phải những quả bom xịt trong mỗi phiên chợ mua bán cầu thủ. Thời gian trôi đi, càng ngày chúng ta càng thấy được sự khôn ngoan của Bayern trên thị trường chuyển nhượng là như thế nào. Uli Hoeneß là một dấu son trói lọi trong lịch sử của Bayern, không chỉ trên cương vị của một cầu thủ. Sự lớn mạnh và những giá trị của câu lạc bộ ngày hôm nay có sự liên hệ mật thiết đến công sức của ông. Huyền thoại bóng đá Đức Frank Beckenbauer đã mô tả một cách ngắn gọn như thế về người đã định hình Bayern Munich suốt hơn nửa thế kỷ. Uli Hoeneß sinh ngày 5 tháng 1 năm 1952 tại Am. Ông đã trải qua quá trình đào tạo bóng đá ở đội bóng địa phương TSG Am 1846. Trước khi gia nhập Bayern Munich vào năm 1970, khi ông mới 18 tuổi. Chàng thanh niên Hoeneß không mất nhiều thời gian để có chỗ đứng trong đội hình chính, vốn đã đầy dẫy những hào thủ như Frank Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier và cùng họ vô địch Cúp Quốc gia ngay mùa giải đầu tiên đá cho đội 1. Thành công đến với Hoeneß quá chóng vánh, chiến thắng ở Cúp Quốc nội năm đó được nối tiếp bằng 3 danh hiệu Bundesliga và 3 chiếc vô địch châu Âu lừng lẫy trong 3 mùa liên tiếp từ 1973 đến 1975. Tổng cộng trong sự nghiệp cầu thủ chỉ kéo dài vỏn vẹn một thập kỷ của mình, Hoeneß đã giành tới 10 danh hiệu lớn trước khi ác mộng chấn thương cản bước ông ở tuổi 27. Trận chung kết Cúp châu Âu năm 1975, dù đã đánh bại Leeds nhưng Bayern Munich đã phải trả một cái giá quá đắt khi Uli Hoeneß dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến ông phải nghỉ thi đấu 6 tháng. Sau thời gian đó, ông đã không bao giờ tìm lại được phong độ và bị đem cho Nuremberg mượn. Không chấp nhận điều đó, ông tuyên bố giải nghệ. Không còn có thể trực tiếp đóng góp vào những chiến thắng của Bayern trên sân cỏ, nhưng Hoeneß vẫn biết cách tạo dấu ấn của mình, thậm chí theo cách còn vĩ đại hơn. Từ ngày còn là cầu thủ, ông đã chứng tỏ sự khéo léo trong kinh doanh khi kéo được đối tác sản xuất xe tải khổng lồ Magirus Dörr về tài trợ cho câu lạc bộ. Điều góp phần không nhỏ giúp Bayern Munich tự tin về tài chính để đón ngôi sao Paul Brenner trở lại từ Eintracht Braunschweig. Ngày 1 tháng 5 năm 1979, Hoeneß đã chính thức được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Bayern Munich khi ông mới 27 tuổi. Trong lịch sử Bundesliga, chưa có một vị giám đốc nào trẻ đến vậy. Từ chỗ chỉ có 12 nhân viên, doanh thu hàng năm là 12 triệu mark Đức và các khoản nợ lên tới 7 triệu mark. Bayern dưới quyền chỉ đạo của Hoeneß lúc đó đã có tới hơn 1.000 nhân viên, doanh thu đạt 732,8 triệu đô trong mùa giải 2017-2018. Được người đồng cấp lâu năm Karl-Heinz Rummenigge miêu tả như một người dẫn đường vĩ đại, Hoeneß đã hướng ánh nhìn sang bên kia Đại Tây Dương để tìm cách làm ăn với Hoa Kỳ. Ông đặt nền móng cho sự nghiệp phát triển của Bayern, quảng bá để biến câu lạc bộ thành một doanh nghiệp kéo theo nguồn thu tăng thêm hàng triệu mark. Mưa dầm thấm lâu, Bayern Munich dưới triều đại của Hoeneß đã cải thiện dần qua từng năm. Chủ tịch đương nhiệm của Bayern cũng giải thích về những ngày tháng của ông. Hoeneß và Beckenbauer đã cùng nhau chu du thiên hạ để tìm cách nâng tầm Bayern. Trong đó có những chuyến đi tới Manchester để học hỏi với các mô hình tài trợ, cũng như chuyến đi tới Amsterdam để nghiên cứu mô hình học viện bóng đá. Nỗ lực thầm lặng không biết mệt mỏi của ông đã chuyển hóa thành công trên sân cỏ và danh tiếng trên toàn cầu. Để rồi đến một ngày, sân vận động Olympia Stadium đã trở nên quá bé nhỏ với đà phát triển của Bayern Munich. Hoeneß là một trong những người tiên phong trong kế hoạch xây dựng sân Allianz Arena. Công trình được khởi động từ năm 2002 và hoàn tất vào năm 2005. Chi phí cho dự án này lên tới 340 triệu euro, từng dự kiến chỉ được trả hết vào năm 2028. Nhưng rồi nguồn lực tài chính mạnh mẽ đã giúp Bayern Munich xử lý hết khoản nợ khổng lồ ngay từ tháng 2 năm 2014, sớm hơn kế hoạch tới 14 năm. Cũng trong thời gian xây sân mới, Hoeneß đã vươn cánh tay của ông vào hội đồng quản trị. Dù vẫn giữ chức vụ tổng giám đốc, ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch, chịu trách nhiệm về chuyên môn, các đội trẻ, tài trợ, bản quyền và đại diện cho câu lạc bộ giám sát công ty quản lý sân Allianz Arena. Dù đã lên đến đỉnh của một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới, nhưng trong mắt dõi theo của Rummenigge, Hones vẫn không thay đổi. Ông ấy luôn là một người bạn của các cầu thủ, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Ông ấy là cổ động viên vĩ đại nhất của Bayern trong suốt hơn 40 năm qua. Cũng vì tình yêu thủy chung vô điều kiện ấy, đã rất nhiều lần Hones phải khốn khổ. Ông không ngần ngại bình luận và chỉ trích bất kỳ ai, nhưng nhờ vào sự nhiệt huyết và chân thành, ông luôn giành được niềm tin yêu và sự ủng hộ. Đã rất nhiều lần, ông thậm chí sẵn sàng lôi kéo mọi sự chú ý về mình để giảm áp lực lên đội bóng và các huấn luyện viên. Kể từ khi treo giày, Hones đã cùng Bayern Munich trải qua một kỷ nguyên thành công vô tiền khoáng hậu, với tổng cộng 21 chức vô địch Bundesliga, 12 cúp quốc gia, 2 Champions League, 1 UEFA Cup và rất nhiều danh hiệu cao quý khác. Trong lịch sử gần 120 năm của câu lạc bộ Bayern Munich, không có mấy người tiệm cận được với những điều vĩ đại mà Hones đã tạo ra. Họa chăng chỉ có Frank Beckenbauer là khiến người ta phải nhíu mày khi so sánh với Hones. Thậm chí, chính libero huyền thoại ấy cũng phải thốt lên rằng chúng ta thật diễm phúc khi có Hones. Super League, một giải đấu được nhen nhóm lập ra để truyền đi thông điệp rõ ràng từ Florentino Perez, chủ tịch Real Madrid cũng như người đứng đầu giải đấu này, rằng trong bóng đá hiện đại, tiền là thứ quan trọng nhất. Trong giải đấu này, 12 câu lạc bộ tới từ Anh, Ý, Tây Ban Nha sẽ có vai trò là người sáng lập. Có những thông tin cho rằng Bayern Munich và Borussia Dortmund cùng PSG tại Pháp được mời để tham dự, hợp thành 15 thế lực thi đấu tại đây. Và nghiễm nhiên, 15 đội bóng này đá thế nào cũng được, họ sẽ không bao giờ bị xuống hạng hay bị loại khỏi Super League. Chưa cần biết mức độ xác thực của thông tin này chính xác tới đâu, nhưng có thể khẳng định, kể từ khi Super League chỉ là một ý tưởng trên bàn giấy, nó đã không có cơ hội tồn tại tại Bundesliga. Chỉ một ngày sau những tuyên bố về giải đấu đỉnh cao sẽ được thành lập, hàng loạt những hội cổ động viên của chính những đội bóng sáng lập ra đã biểu tình đòi dập ngay giải đấu vô nghĩa này đi. Qua đó, trả lại giá trị vốn có của bóng đá, chứ không phải một bước chạy trên sân cỏ đều nồng nặc mùi tiền như Super League muốn mang tới. Giá trị vốn có của bóng đá hay giá trị thuần túy của bóng đá là một thứ định nghĩa khó có thể lý giải. Ở mỗi nền bóng đá khác nhau sẽ có một định nghĩa khác nhau về điều này. Còn ở tại Đức, giá trị thuần túy mà bóng đá đem lại chính là các cổ động viên. Một điều tiên quyết trong nền bóng đá Đức mà bất cứ đội bóng nào cũng phải hiểu, đó là mọi quyết định, mọi hướng đi của đội bóng đều phải hướng tới quyền lợi của người hâm mộ. Chính vì điều này mà tại đây tồn tại một điều luật đặc biệt, luật 50+1. Có thể coi luật 50+1 như một tấm khiên kiên cố ngăn chặn những sự vụ như Super League xảy ra, và nó bao gồm những điều chính sau đây. Các cổ động viên sẽ trở thành hội viên của mỗi đội bóng bằng cách mua thẻ thành viên. Sau khi trở thành thành viên chính thức, quyền biểu quyết của họ sẽ có giá trị bằng 50% cộng thêm một phiếu với bất cứ quyết định nào của câu lạc bộ, con số vừa đủ để qua bán. Ngoài ra, điều luật 50+1 còn ngăn cản những tập đoàn nước ngoài thâu tóm những đội bóng tại Đức. Đó là hai điều cơ bản nhất để cho thấy nếu Super League có ý muốn xâm nhập vào Bundesliga, chắc chắn phần thua sẽ nghiêng về giải đấu kim tiền này. Tuy nhiên, có một thực tế mà chúng ta cần phải nhìn vào, đó là nhận đầu tư từ các tập đoàn nước ngoài rồi đổ tiền vào làm bóng đá chính là con đường ngắn nhất để các đội bóng đi tới thành công, dù đây là một phương thức mang tính hên xui. Vậy mới có chuyện, một đội bóng đang dần trở thành niềm hy vọng tại Bundesliga sau Bayern và Dortmund là RB Leipzig, được coi là đứa con ghẻ của bóng đá Đức. RB Leipzig chỉ mất vỏn vẹn 9 năm để đi một mạch từ giải đấu hạng 5 của Đức lên chơi tại Bundesliga, một bước đi thần tốc mà chưa một đội bóng nào tại Đức có thể làm được. Đội bóng đến từ vùng Đông Đức này được hậu thuẫn tài chính vững vàng từ tập đoàn Red Bull của Áo, khi tập đoàn này đầu tư vào Leipzig vào năm 2009. Con số 100 triệu euro được hứa hẹn đầu tư với mục đích tái thiết đội bóng. Vì vậy, tất cả những gì đội bóng cần làm chỉ là dốc toàn lực để thi đấu, làm sao để có thể lên hạng một cách nhanh nhất. 100 triệu euro trong một đội bóng hạng 5 thực sự là một con số khổng lồ. Như vậy, việc để một tập đoàn nước ngoài nắm giữ đội bóng đã vi phạm vào một trong hai cấu phần quan trọng của luật 50+1. Chưa kể đội bóng này còn có cách lách luật vô cùng đơn lẹo khi cụm từ RB trong tên đội bóng không nói ai cũng biết đó là viết tắt của cụm từ Red Bull. Nhưng thay vào đó, ban điều hành của Leipzig lại gắn cho nó một cái tên khác là Rasenball Sport. Theo một thống kê vào tháng 3 năm 2021 của Statista về số lượng hội viên của mỗi đội bóng, RB Leipzig là đội bóng đứng áp chót với chỉ vỏn vẹn 750 hội viên. Leipzig vẫn có chính sách bán ra thẻ thành viên Nhưng trong khi Borussia Dortmund chỉ tiêu tốn người hâm mộ 62 euro một năm để trở thành thành viên, thì ở Leipzig, nếu muốn trở thành hội viên vàng thì 1.000 euro một năm là con số bạn phải bỏ ra chỉ để đổi lại quyền bỏ phiếu hay không bỏ phiếu. Chính vì rào cản quá lớn về mặt tiền bạc này mà thành viên của Leipzig chủ yếu là người của tập đoàn nước tăng lực Red Bull. Tất cả những điều trên đã khiến Leipzig trở thành một kẻ ngoại đạo, một kẻ dẫm đạp lên những tư tưởng bóng đá thuần túy của dân Đức. Và dù có những thành công nhất định với cách làm bóng đá này, nhưng Leipzig vẫn cứ tồn tại như một đứa con ghẻ tại Bundesliga. Chúng ta không thể phủ nhận một điều rằng luật 50+1 đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó khi bảo vệ một nền bóng đá không bị quá sa đà vào cuộc chiến kim tiền. Nó tạo ra cho nước Đức một nền bóng đá khác biệt, một nền bóng đá của mọi người và mọi nhà. Nhưng điều này vô hình chung khiến giải đấu này vẫn hay bị gọi là giải đấu tự kỷ, khi các đội bóng chỉ cần vui với những sự thành công trong nước mà không có chiến lược bơi ra biển lớn. Vô hình chung, Bayern Munich với sự hậu thuẫn hết mực từ những tập đoàn hùng mạnh nhất tại Đức, dù không muốn cũng phải vững vàng và thống trị giải đấu Bundesliga từ năm này qua năm khác. Một khi luật 50+1 còn tồn tại thì chỉ có nằm mơ các đội bóng tầm trung và yếu tại Bundesliga mới nhận được sự hậu thuẫn tài chính lớn để yên tâm phát triển. Không phải ai, không phải đội bóng nào cũng có cái gan to như hùm của Leipzig để tạo nên một cú sốc thứ hai tại Bundesliga. Khi nói về sự thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga, có lẽ cần phải nói thêm, đấy là thế thống trị không có một sự tương đương. Ở bất kỳ nơi nào khác trong những nền bóng đá lớn, dù là Barcelona hoặc Real Madrid lừng lẫy danh tiếng ở Tây Ban Nha, hay Celtic hoặc Rangers tại Scotland hạn hẹp, đều không có đội bóng nào đủ sức thống trị làng bóng đá của họ đến một mức rõ rệt như Bayern Munich ở Đức. Và bây giờ, khi nhìn lại chính Bayern Munich trong vòng 20 năm qua, chúng ta lại phải ngao ngán kết luận rằng thế thống trị của Bayern chỉ có ngày càng tăng lên, chứ không giảm đi. Người Đức tự hài lòng về cuộc chơi và sân chơi của họ, bất chấp tình trạng Bayern Munich áp đảo đến mức độ nào. Có lẽ đấy là vì bóng đá không chỉ có chiến thắng hay danh hiệu, mà còn là những điều tuyệt vời khác. Đôi lúc thì các đội bóng ở Đức cũng dấy lên những phản đối từ chính người hâm mộ, nhưng họ phản đối Hoffenheim hoặc AB Leipzig, những thế lực mới vươn lên bằng con đường không bình thường. Chứ người ta không phản đối Bayern Munich, kể cả khi đội bóng này từng có hẳn chiến lược mua người để làm suy yếu đối thủ cạnh tranh trong chính giải đấu mà họ thống trị. Hơn hết, Bayern Munich không chỉ là nhà vua của Bundesliga, họ còn là đại diện tiêu biểu và niềm tự hào của người Đức ở sân chơi châu lục. Mỗi mùa giải đi qua, người ta lại tự đặt ra một câu hỏi rằng đội bóng nào đủ sức lật đổi vương vị của nhà vua. Nếu chưa có câu trả lời cũng chẳng sao, Bundesliga vẫn có sức hấp dẫn riêng từ phong cách chơi bóng công hiến, những tài năng đặc biệt hay những khán đài rực rỡ và cuồng nhiệt. Quan trọng hơn, vinh quang của Bayern không chỉ dành cho riêng họ, mà đội bóng này và các đối thủ của họ vẫn đang cùng nhau góp phần duy trì và phát huy những giá trị đẹp đẽ của bóng đá Đức. Một lần nữa, bóng đá không chỉ có thắng thua, bóng đá là một thế giới thu nhỏ, nơi mà tình yêu chính là thứ đẹp đẽ nhất mà con người mong muốn được hướng đến.